Tại vì cái quan điểm của em là nếu mà quen bạn trai á thì xác định có đi xa được á thì em mới dẫn về với giới thiệu với gia đình. Vợ em có cái rất là chậm, làm mọi thứ rất là chậm, nhiều khi tắm 1 tiếng rưỡi em không biết làm gì chậm luôn. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại cặp vợ chồng của diễn viên Lê Nam. Còn bây giờ mời quý vị dành một tràng pháo tay tiếp theo để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Hai gương mặt giống nhau hóa. Trời, chị đang tính nói đó, chị đang tính nói mặt phu thê đó. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Thuận, chào tất cả mọi người. Em tên Khương, năm nay em 30 tuổi, em đang hoạt động trong ngành marketing. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Thanh Uyên, hôm nay em 29 tuổi, em đang hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. Hai bạn này chắc là sao ta? Hả? Em đoán đi. Đoán nghe, chắc hai bạn này, chắc sao bạn nào? Này đi làm một cái chương trình, đi giới thiệu một cái dự án, một cái sản phẩm gì đó. Vô tình gặp cô này làm trong một cái công ty truyền thông và nhờ cô ấy PR. Và sau đó quen nhau luôn, đúng không? Dạ không. Không. Ông chỉ làm ông mụ thôi à, chứ còn ông đừng có làm ông thầy bói nha. Khó quá. Vậy bây giờ hai bạn quen nhau như thế nào? Dạ, thật ra thì câu chuyện mà tụi em quen nhau mà tụi em sắp kể ra đây thì ba mẹ hai bên cũng chưa biết luôn. Tại vì tụi em không có quen nhau trực tiếp mà thật ra tụi em quen nhau qua online. Chi tiết là qua ứng dụng hẹn hò. Em lúc đó là còn đang độc thân trong cái hội ế, chị em hội ế. Thì mấy bạn có rủ nhau là ê cử cài này đi, lên ngắm trai. Mà chủ yếu lúc đó là em lên em chỉ quẹt trai tay thôi. Tại vì em ngắm trai tay xong rồi ngẫu nhiên một ngày em mở lên thấy anh này nhắn tin với em. Thì em mới nhìn lại em nói ủa cái profile này thì không thể nào mình quẹt phải được. Tại vì không phải trai tay rồi. Thứ hai nữa là không có hình gì mà gương mặt hết. Anh để 3-4 tấm hình mà toàn là cái chụp đôi chân không à. Như vậy thì không thể nào mình quẹt cái này được. Vậy chắc có nhầm lẫn đâu đó rồi. Rồi còn em thì sao? Lúc mà em có thấy nhận diện được cô này không? Hay là cũng chỉ thấy dò với cẳng? Em có để không, mặt em kể là một chút đó. Xíu về cái mục đích mà em sử dụng cái app này luôn. Em không có ế hay là em có tìm kiếm gì ở trên đó hết. Tại vì cái nghề của em là bên marketing, về bên công nghệ. Cho nên có cái gì hot mới về công nghệ em sẽ thử để có thể em viết một bài review hay gì đó về cái app thôi. Thì nói chung cái app đó em sử dụng trong vòng chắc chừng 5 ngày thôi là em xóa rồi. Wow, 5 ngày mà có bà vợ hay thì. Rồi bây giờ bao lâu thì các bạn mới gặp nhau ngoài đời? Chắc khoảng 1 tháng sau. Đó là ngay dịp lễ 2 tháng 9. Em mới đi ăn với bạn. Thì anh cũng hỏi em hôm nay lễ có đi đâu chơi không. Cái em đang ăn, cái em chụp hình cái bàn ăn chứ chai bia gửi qua. Cái ảnh trùng hợp anh cũng đang đi nhậu với bạn, cũng chụp hình đồ ăn với chai bia gửi qua. Thì nó ôi trùng hợp quá vậy, thôi mình ráp qua. Em qua nhóm bạn bên này ăn cùng, nhậu cùng. Thật đó. Lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời. Dạ đúng rồi, lúc đó mới gặp nhau ngoài đời. Rồi ấn tượng của em về anh này lần đầu tiên gặp mặt ảnh là như thế nào? Dạ em không thích. Tại vì lúc đó người kiểu mà em thích là sẽ cao, ốm. Thì chồng em lúc đó không phải. Ảnh mập hơn trong hình, ảnh trắng còn hơn em nữa. Mà nói chuyện cái giọng lúc đó em nghe sao nó mái mái. Hình như anh này có gây sao. Rồi không cũng... Không đúng gu luôn. Dạ không đúng gu thì thôi. Nhưng mà nha, em thì sao? Em gặp cô này em ấn tượng của em sao? Lúc mà em coi hình á thì có vẻ cô này rất là nghịch ngợm. Còn lúc ở ngoài thì em nhớ bữa đó mặc một cái áo caro trắng đen và một cái váy màu đen, nhìn rất là đầm. Em thích những người mà lúc đó thì cô cũng hơi tròn. Em cũng thích như vậy. Như vậy có nghĩa là vợ là đúng gu của chồng mà trong khi chồng là không đúng gu của vợ. Rồi làm cách nào mà hai người quen được ta? Rồi thì sau đó em lại, chứ là em nghĩ là gặp nhau ăn đi chơi với bạn bè rồi qua lại nói chuyện vui lúc đó rồi thì thôi. Xong rồi hôm sau rồi anh cũng nhắn tin, sau đó anh nhắn tin nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn rồi hẹn đi chơi rồi cũng quan tâm, thấy săn đón cũng nhiều. Nói chung là ảnh là người chủ động coi như theo đuổi em đúng không? Thế là lúc đó đâu còn cảm giác là anh ấy gay nữa đúng không? Dạ. Lần đầu tiên các em đi chơi xa, thật xa và dành cho nhau đó là ở đâu? Là ở đâu? Ở Sài Gòn hay ở Đà Lạt hay ở Vũng Tàu? Đầu tiên của tụi em là ở Sài Gòn. Nè hả? Và cái lần đầu tiên đó thì ảnh cũng là người đàn ông đầu tiên của em luôn. Lúc đó mới biết. Rồi lúc đó cái cảm xúc của em sao? Em òa vỡ, em sung sướng, em mãn nguyện. Không, em sợ. Em sợ. Em trách nhiệm dữ quá hả? Dạ không phải, không phải nó về trách nhiệm mà cứ sợ là bạn này sẽ cảm thấy không thoải mái. Mình nên làm gì?
tại mình chưa có gặp cái trường hợp này bao giờ. Cái sợ, đâm ra sợ. Thế còn cái cảm xúc của em như thế nào sau cái lần đó mình đã trao cho ảnh, thì cái cảm xúc của em sao? Thì em mới là biết vậy mình kiếm sớm hơn đó. Đó. Đó, tại vì cái quan điểm của em là nếu mà quen bạn trai á, thì xác định có đi xa được á, thì em mới dẫn về giới thiệu với gia đình, cũng như là em nói là em sẽ trao cho người nào là chồng của em thôi. Thì đó, lúc đó cũng là anh cũng là người đầu tiên bạn trai em dẫn về nhà luôn. Ba mẹ em biết luôn chứ, đó giờ là mẹ nhà là không có biết là em có bạn trai là như thế nào, rồi em cũng không có up hình Facebook hay gì hết, cũng không có kể mẹ nghe hay gì luôn. Rồi sau đó em đã lên kế hoạch cầu hôn cô ấy như thế nào? Lúc đó là em lên kịch bản sẵn rồi. Hai đứa đó chắc theo như anh nói là chuyến đi chơi xa đó là của riêng hai đứa. Thì em có một team quay phim gì kia hết rồi, lên trên Đà Lạt sẵn. Và cái nhẫn của em tính cầm theo, và một bạn sẽ dùng Flycam đưa cái nhẫn cho em ngay trên đồi chè để em cầu hôn ngay trên đó. Em đã đặt xe khách sạn mọi thứ rồi. Bạn em nằm trên Đà Lạt đợi sẵn rồi. Còn kết quả sao chắc em kể ha. Sau rồi em cũng thành thật, em nhắn với mẹ là con đi chơi Đà Lạt với anh Khương nha. Cái mẹ là mày gọi lên điện không được, lúc đó mẹ không cho đi. Tại mẹ nói là chưa có cưới rồi, gia đình qua lại chưa gì hết, đâu mà đi riêng như vậy. Thôi mẹ thấy cũng không hay lắm, đừng đi. Thì em cũng đâu biết kế hoạch ở đâu, nói ồ thôi không cho đi thì thôi, dịp khác mình đi. Rồi anh cũng im luôn. Thì mãi sau này em mới biết đó là một cái kế hoạch đã hoành tráng sẵn sàng chờ nha, ở cuối chờ em ở Đà Lạt. Cuối cùng bị fail, em tức tới giờ luôn. Tại vì em ước mơ là em phải có một cái buổi cầu hôn lãng mạn sáng tạo các kiểu. Rồi sau đó là có một cái buổi khác nó giống như vậy không? Dạ không, lúc đó đang ngồi quán cà phê bình thường. Cuối cùng thì cầu hôn nó bình thường, không thể bình thường hơn. Nó hết lãng mạn mà nó hết lãng xẹt. Bởi vì mình tính không bằng trời tính, đúng không? Dạ, mình tính không bằng mẹ tính. Rồi bao lâu thì tụi em mới đám hỏi? Nếu mà kể về chuyện đám hỏi thì lúc mà tụi em quyết định sẽ đám hỏi là ba mẹ tính, ba mẹ hai bên tự tính luôn. Cái ngày đám hỏi là em phải xuống nhà gái rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Và đêm đó phải ở lại dưới đó. Dạ đúng rồi. Và có nhậu với ông và vợ không? Dạ có chứ. Cái lúc đang nhậu thì em hỏi luôn: ba, tối nay con được ngủ với vợ con chưa? Ba nói sao? Lúc đó cả cái gia đình bên vợ đều nhìn em. Chắc khoảng chừng 15-30 giây sau, ba vợ mới kêu: ừ thì đám hỏi xong rồi, coi như bước một chân vô nhà rồi, thôi tối nay cho ngủ. À, cái cách ảnh xinh mắc cười lắm. Để ngồi xem, ngồi em rút cái chân em lên, cái em ngồi em ôm cái chân em này, cầm ba giờ con ngủ vợ con được chưa mà cầm cái chân em như này, giống như là cầm cái súng. Ba phải chịu thôi, nó nói vậy thì phải cho chứ sao. Vậy là tụi em mới đám cưới đây là được 90 tháng đúng không? Dạ. Bây giờ 90 tháng ở chung với nhau có tật xấu gì lòi ra không? Sau khi đám hỏi chừng 1-2 tháng là tụi em dọn ở chung rồi. Vợ em có cái rất là chậm, làm mọi thứ rất là chậm. Nhiều khi tắm 1 tiếng rưỡi em cũng không biết làm gì chậm luôn. Chà toilet thôi. Không, chà toilet là em chà không à. Rồi, còn gì nữa nè? Đặc xấu gì nữa nè? Ăn đó cũng chậm nữa. Nhiều khi con khóc vậy mẹ cứ ngồi ngoài mẹ ăn. Ủa, tụi em là có em bé rồi hả? Dạ. À, em bé con người 3 tháng rồi. 3 tháng. Rồi, tiếp tục đi. Có đặc xấu gì nữa không? Ờ, rất to. Ồ, rất to. Dạ, cái này giống như em nghĩ là cái thói quen thôi, chứ không phải là cố tình. Nhưng mà chỉ trước mặt ảnh thôi chứ. Em đi ăn ngoài đó. Nhưng mà mỗi lần mà ở được trước mặt ảnh vậy chắc khoái lắm đúng không? Sướng. Rồi tới em đó. Anh này được cái ảnh ở rất là sạch sẽ, mà không hiểu sao chơi dơ với em. Bên này ở, còn bên này chơi dơ. Chơi dơ gì? Móc mũi rồi dán vô người em. Trời vừa. Trời vừa. Dán vô người em, dán bất cứ chỗ nào cũng là phải lên tay lại chừng móc vậy. Mà em ghét cái đó không? Ghét cái tật cũng đó hơi không? Hơi gớm gớm. Ghét cô nào trời cho cô đó. Mà giờ nâng cấp lên nữa rồi chị, như là dán thôi vô người thôi đi. Còn như là chiêu trò lừa cho em mất cảnh giác để mà phải vô miệng em mới được. Vô miệng em. Vậy á hả? Trời ơi, dễ sợ quá vậy. Em thích nhìn cái phản ứng mà dễ đành đạch vậy đó, em thấy em vui vậy được. Ghét rồi. Cái này. Nhưng giờ em mong muốn chồng em thay đổi cái gì? Nếu như cho được quyền em mong muốn. Chắc nếu vậy thì em không, hiện tại thì không có mong muốn cứ chồng thay đổi gì. Đúng không? Dạ. Y vậy đi ha. Chồng cứ y vậy. Rồi giờ Khương thì giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ thì chắc làm gì đó nhanh hơn một chút xíu, tại bây giờ mình đã có em bé rồi. Thì lúc gì cũng phải tranh thủ. Đúng là mình phải tập cái nhanh nhẹn khi mình đã làm mẹ rồi. Tại vì con của mình á, bây giờ nó 3 tháng thôi đúng không?
rồi đến lúc mà nó biết đi. Lúc đó cần nhất cái sự nhạy bén của người mẹ khi mà chăm sóc con. Bởi vì nó sẽ té, nó sẽ đập đầu vô cạnh bàn, hay là rất nhiều những cái sự cố xảy ra cho một đứa bé. Mà lúc đó cái sự tháo vát và nhanh nhẹn của người mẹ là cực kỳ quan trọng. Cho nên em phải tập từ bây giờ. Dạ. Rồi, xin cảm ơn hai em. Dạ. Dạ. Chúc hai em hạnh phúc và vui vẻ nha. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn hai đứa nha. Dạ. Ba chị em chơi chung thì có một chị đó có số của chồng em. Nhắn tin làm quen trước, truyền số điện thoại qua, truyền cho một chị kia, rồi chị kia quen anh này trước. Quen xong rồi chia tay, xong chị đó đưa số cho em. Bữa rảnh hôm đi uống cà phê sinh viên này nọ nha. Ừ, đi đã đời xong xuôi đến lúc tính tiền, mình người tính tiền. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ chồng son.